everybody, I'm very happy to see you again. Xin chào tất cả các em. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách làm thế nào để học tốt bộ môn tiếng Anh lớp 5 nhé. Trước hết, chúng ta cần các tài liệu sau: sách học sinh tiếng Anh 5 tập 1, sách học sinh tiếng Anh 5 tập 2 và sách bài tập tiếng Anh 5 do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành. Bên cạnh đó, các em cần sử dụng thêm phần mềm IC Books để việc học của mình trở nên hiệu quả hơn. Với phần mềm IC Books, các em có thể tự học, tự làm bài tập, tự kiểm tra và đánh giá sự tiến bộ của mình đấy. Để truy cập vào phần mềm IC Books, các em sẽ lấy mã thẻ cào ở đằng sau mỗi cuốn sách nhé. Ok. Today we will continue Unit 2. I always get up early. How about you? Lesson 1. Trước khi đi vào bài mới, chúng ta sẽ cùng học một số từ vựng nhé. Now look at the pictures. Can you guess what activity is this? Nhìn vào picture này, chúng ta có thể đoán được hoạt động đầu tiên một ngày của mình là gì không nào? Yes, it's get up. Get up có nghĩa là thức dậy. Now listen again and repeat. Get up. Get up. Ok. Ở đây chúng ta thấy động từ get tận cùng bán phụ âm t. Từ up bắt đầu bằng một nguyên âm, vì vậy chúng ta nối hai âm với nhau. Get up. Get up. Ok. Next one. Look at this. What is it? It's a laptop. Alright. Các bạn nói chuyện với nhau trên laptop thông qua mạng internet. So I say, talk with friends online. Talk with friends online. Trò chuyện trực tuyến cùng bạn bè. Ok. Listen again. Talk with friends online. Ok. The next picture. Look at the boy. He is brushing his teeth. Ok. So we have the verb brush my teeth. Brush my teeth. Đánh răng. Ok. The next activity. So look at the family. Father, sister and brother. Ok. They are doing morning exercise. Do morning exercise. Tập thể dục buổi sáng. Ok, now listen again and repeat. Do morning exercise. The next activity is the girl is cooking. So I say she cook dinner. Cook dinner. Nấu bữa tối. Ok, now again. Cook dinner. The next picture, the boy and TV, okay? And the activity is watch TV, watch TV. À, cậu bé đang xem TV đúng không nào? Right, watch TV. And the girl, this is the face, alright? She's wash my face, wash my face. Rửa mặt, okay? One more. Đây là một nhiệm vụ chúng ta không thể quên mỗi ngày đúng không nào? Do homework. Do homework. Làm bài tập về nhà. Các em chú ý phát âm, âm cuối work. Do homework. Do homework. Ok. Now let's look at the pictures again and tell me the activities you do every day. Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào các picture và cho cô biết các hoạt động chúng ta làm mỗi ngày nhé. Look at this. What? Do morning exercise. This is talk with friends online. This is cook dinner. Watch TV. Wash my face. Brush my teeth. Do homework. And get up. These are some daily activities. Okay? Chúng ta vừa mới học một số hoạt động chúng ta làm hàng ngày. In English, I call it daily activities. And next one, we will learn adverbs of frequencies. Những trạng ngữ chỉ tần suất. Okay? Now look at this. The first one, I have always. So when do you use always? We use always to talk about something. Haven't
100%. Chúng ta sử dụng always để nói về những việc làm với tần suất 100%. Ok? In Vietnamese, I say luôn luôn. Always, luôn luôn. Ok? Next one, usually. Nếu như always là 100% tần suất thì usually chúng ta sẽ dùng cho những việc xảy ra 80%. Ok? Và cô gọi usually có nghĩa là thường xuyên. Next one, often for 60%, thường thường. Sometimes for something happen 30%, thỉnh thoảng. And for 0%, never, không bao giờ. Ok, now, can you tell me again? 100%, so what do you use? Always. 80%, usually. 60%, so we say often. 30%, you say sometimes. And 0%, never. Luôn luôn, thường xuyên, thường thường, thỉnh thoảng và không bao giờ. Okay, can you remember the adverb frequencies? Chúng ta vừa mới học qua một số từ vựng của bài học ngày hôm nay đấy. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với hoạt động 1, Activity 1, Look, Listen and Repeat trong IC Books để cùng tìm hiểu về cách sử dụng những cụm từ này các em nhé. Ok, quan sát các bức tranh chúng ta nhận thấy bạn Quân và bạn Tom đang nói chuyện online với nhau đúng không nào? Các em có tò mò các bạn ấy sẽ nói gì với nhau không? Vậy bây giờ cô và các em cùng lắng nghe để xem các bạn nói gì với nhau nhé. Trước hết chúng ta bấm vào biểu tượng headphone để nghe hoàn toàn bài hội thoại. Hi Quân, you're up early. Hi Tom. Yes, I always get up early. How about you? Me too. I get up early and I always have a big breakfast before I go to school. Good idea. What do you do in the afternoon? After school, I usually do my homework. So do I. And I often talk with friends online. I can see that. Ok, bây giờ các em hãy bấm vào từng câu để nghe và lặp lại nhé. Cố gắng nói theo ngữ điệu để có thể nói tự nhiên nhất các em nhé. Hi Glenn, you're up early. Ở đây chúng ta thấy bạn Tom nói you're up early. You're up. Nó cũng đồng nghĩa với get up. Bạn thức dậy thật là sớm, ok? Hi Tom. Yes, I always get up early. How about you? Chúng ta sử dụng cụm từ how about you để nói về một hoạt động hoặc là một câu nói thay vì chúng ta phải lặp lại toàn bộ how about you? Còn bạn thì sao? Ok. Ở đây bạn Quân đang nói về vấn đề get up early và bạn nói how about you có nghĩa là hỏi về hoạt động get up của bạn Tom thì như thế nào. Now listen to Tom. Me too. I get up early and I always have a big breakfast before I go to school. Ở đây chúng ta thấy cụm từ have a big breakfast. Have breakfast thì chúng ta đã biết nó là ăn sáng đúng không nào? Tuy nhiên have a big breakfast thì nó có nghĩa như thế nào? Chúng ta không nói là một bữa sáng to lớn, alright? Ở đây chúng ta hiểu là một bữa sáng thịnh soạn. Ok, nhiều chất dinh dưỡng. Next one. Good idea. What do you do in the afternoon? Để biết về hoạt động bạn Quân sẽ làm vào buổi chiều thì bạn Tom đã hỏi gì? What do you do in the afternoon? Bạn thường làm gì vào buổi chiều, ok? After school, I usually do my homework. So do I. And I often talk with friends online. So do I. Ở đây bạn Quân nói I usually do my homework. Tôi thường làm bài tập, ok? Và bạn Tom nói so do I. Có nghĩa là tôi cũng vậy. And I often talk with friends online. I can see that. I can see that. Bởi vì ở đây hai bạn đang talk online với nhau nên bạn
Quân bảo I can see that. Tôi có thể thấy được điều đó, ok? Bây giờ chúng ta hãy thực hiện một hoạt động. Xem thử các em có nhớ được bài hội thoại này không nhé. Hãy bấm vào biểu tượng tập tài liệu này. Ok, ở đây chúng ta có thể thấy những cái picture của bài hội thoại nhưng lại không có từ, đúng không nào? Ở bên phải các em thấy xuất hiện tất cả các câu thoại của bài hội thoại. Nhiệm vụ của các em bây giờ sẽ là ghi nhớ nội dung bài hội thoại giữa hai bạn Quân và Tom. Sau đó các em hãy kéo và thả từng câu thoại vào ô thoại tương ứng. Ok? Do you understand? Now let's do it. Now picture A, do you remember? Các em có nhớ ở picture A hai bạn đã nói gì không nào? Nói về vấn đề thức dậy đúng không nào? Ok, đầu tiên là chào nhau đúng không? Hi Quân, you are up early. Hi Quân, you're up early. Ok. And Quân say? Hi Tom. Yes, I always get up early. How about you? The next one. Ok, các em sẽ thực hiện những câu còn lại, sau đó nhấn submit để kiểm tra xem mình có ghi nhớ được bài hội thoại không nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần sentence by sentence. Thông qua bài hội thoại của Quân và Tom, ở picture C các em đã thấy các bạn hỏi nhau về những hoạt động hàng ngày của mình như thế nào. Look at this. What do you do? What do you do? Và một khoảng thời gian, alright? What do you do? And answer, I. So I say, what do you do in the morning? What do you do in the morning? I often get up early. I often get up early. Ok. Ở đây chúng ta có thể thấy, muốn hỏi vào khoảng thời gian nào, chúng ta sẽ thay chữ morning. For example, what do you do in the afternoon? What do you do in the evening? Các em lưu ý cho cô, morning bắt đầu bằng một phụ âm. Vậy chúng ta phát âm the morning. Tuy nhiên afternoon và evening bắt đầu bằng một nguyên âm. Vậy chúng ta sẽ phát âm the afternoon and the evening. Ok? And in the answer, how do you answer? I often get up early. Vậy chúng ta sử dụng một trạng từ chỉ tần suất đứng trước động từ chính. Ok? I often get up early. I always get up early. Have you got it? Bây giờ chúng ta sẽ cùng thực hành mẫu câu này với IC Books nhé. Let's move on activity 2. 2. Point and say. Bây giờ các em hãy luyện tập hỏi và trả lời về các thói quen hàng ngày của mình thông qua những gợi ý bên dưới nhé. Hãy kích vào từng hình, nghe và lặp lại. Cố gắng lặp đi lặp lại cho đến khi mình có thể nói lưu loát nhất các em nhé. Now look at the picture A. Activities in brush my teeth. Picture B. Do morning exercise. Picture C. Cook dinner. And picture D. Watch TV. Ok? And now listen and repeat. What do you do in the morning? I always brush my teeth. B. What do you do in the morning? I usually do morning exercise. Picture C. What do you do in the afternoon? I often cook dinner. And D. What do you do in the evening? I sometimes watch TV. Nếu cần thiết thì hãy click lại từng hình và nghe các em nhé. Ok, and now let's move on activity 3 for more practice. 3. Let's talk. Ở hoạt động này, các em sẽ gõ câu trả lời về bản thân vào ô bên dưới. Ở đây, các em sẽ phải trả lời 3 câu hỏi về các hoạt động các em làm vào buổi sáng. In the morning. Buổi chiều. In the afternoon. Và buổi tối. In the evening. Ok. Đây là các câu hỏi về bản thân nên các em sẽ không có nút submit. Tuy nhiên, để xem gợi ý, các em có thể bấm vào nút show answer ở bên dưới. Ok. What do you do in the morning? I usually go to school. What do you do in the afternoon? I sometimes play football with my friends. And what do you do in the evening? I often do my homework.
Lưu ý những trạng từ chỉ tần suất đứng trước động từ chính các em nhé. Ok. Ngoài ra, các em có thể bấm vào nút refresh để thay vì trả lời, chúng ta có thể đặt câu hỏi cho câu trả lời đã có sẵn. Ok. Bây giờ hãy quay lại computer first và tự trả lời về bản thân mình nhé. And now, let's practice listening skill with activity 4. Nhiệm vụ lần này của chúng ta là listen and tick, nghe và đánh dấu vào bức tranh đúng. Vậy trước hết hãy cùng nhau phân tích các bức tranh nhé. Now number one, picture A. What can you see in picture A? Go jogging. Bạn nam này đang chạy bộ đúng không nào? And picture B, ride a bicycle. And picture C, do morning exercise. Alright? How about number two? Picture A. What can you see? Read books. Picture B. Do homework. And picture C. Listen to music. Alright? Number three. Mai. Picture A. What does she do? Play table tennis. Okay? Picture B. Play badminton, and picture C, play volleyball. And number four, Linda. Picture A, Linda, watch TV. Picture B, listen to music, and picture C, yeah, maybe talking online with friends or play computer or something like this, okay? Now listen and take the correct picture. One. What do you do after getting up, Nam? I always do morning exercise. So number one, can you hear do morning exercise? So you choose picture C, okay? Next one, number two. Two. What do you do in the afternoon, Guan? I usually do my homework. What can you hear? Do my homework. Okay, so you choose picture B. Number three. Three. What do you do after school, Mai? I often play badminton. So can you hear badminton? Play badminton. So picture B. And the last one. Four. What do you do in the evening, Linda? I sometimes watch TV. I sometimes watch TV. Okay, so picture A. Now let's press submit to check your answer. Bây giờ chúng ta cùng nhấn nút submit để kiểm tra câu trả lời của mình nhé. Well done. Good job. Okay, and it's time for reading skill. Five. Read and complete. Ở hoạt động này, các em sẽ đọc và hoàn thành một đoạn văn với các từ cho sẵn ở ô bên trên. Với dạng bài tập này, chúng ta cần phân tích xem vị trí còn thiếu đó, chúng ta cần loại từ gì. Từ đó chúng ta có thể giới hạn các lựa chọn, kết hợp với việc phân tích nghĩa để chọn được từ chính xác. Ok, ở đây chúng ta được cho 5 từ like, do, TV, play and usually. Trong đó, like, do và play là động từ. TV là danh từ, usually là trạng từ chỉ tần suất chúng ta vừa mới học, đúng không nào? Bây giờ, chúng ta hãy cùng phân tích câu thứ nhất. I, morning exercise. Morning exercise là một danh từ, I là chủ ngữ. Vậy từ còn thiếu của mình phải là một động từ, ok? Động từ ở đây chúng ta có like, do, play. Vậy ở đây chúng ta thấy cụm từ của mình sẽ là do morning exercise. Vậy ở vị trí number one, chúng ta sẽ chọn động từ do. Ok. Các em hãy làm tương tự với những câu còn lại. Sau đó nhấn submit để kiểm tra. Cuối cùng, chúng ta hãy cùng thư giãn với bài hát This is the way we do things. Six. Let's sing. Now look at the picture first. What activities can you see?
First one, brush my teeth. Okay? Wash face and eat food. Bây giờ chúng ta hãy cùng đọc qua lời bài hát trước khi nghe nhạc nhé. This is the way we do things. This is the way we brush our teeth. Brush our teeth. Brush our teeth. This is the way we brush our teeth so early in the morning. This is the way we wash our face. Wash our face. Wash our face. This is the way we wash our face so early in the morning. This is the way we eat our food. Eat our food. Eat our food. This is the way we eat our food so early in the morning. Ok, bây giờ chúng ta hãy nghe qua để biết giai điệu bài hát trước nhé. This is the way we brush our teeth, brush our teeth, brush our teeth. This is the way we brush our teeth so early in the morning. This is the way we wash our face, wash our face, wash our face. This is the way we wash our face so early in the morning. Okay, now listen again and sing along. This is the way we brush our teeth, brush our teeth, brush our teeth. This is the way we brush our teeth so early in the morning. This is the way we wash our face, wash our face, wash our face. This is the way we wash our face so early in the morning. Ok, vậy là chúng ta đã thực hành rất nhiều về mẫu câu hỏi và trả lời về những hoạt động hàng ngày, đúng không nào? I hope that you like the lesson today. At home. Về nhà, các em hãy nhớ học thuộc các từ mới đã học, thực hành mẫu câu đã học, làm lại các bài tập trong IC Books và đừng quên chuẩn bị bài mới. Unit 2, Lesson 2. Ok, and it's time to say goodbye. Goodbye everybody. See you again.